Gặp gắn hổ may hoài nha cả nhà. Cái dốc đầu tiên Đây nếu mà hổ may vàng á thì cái dốc thứ hai này mình phải bắt. Sang đêm đó gặp con bằng bắp dế gì nhà mình thì may vàng với loại hổ may đen nha cả nhà. là một cái nữa ha. Hổ may hả? Ủa cái màu nó sao? Đó thì chú ngủ ở quý gia đường Thịnh. Mình thử ra gặp rồi ông gục mặt chứ ổng không ăn. Dạ rồi cho mình đi ngang qua khỏi trốn gì đó này. Thôi chứ không có ăn thịt. Chứ hồi đó giờ tôi nghe nói là đời ông già tôi tới giờ không. Người cọp cũng có đầy, thường cũng có đầy đi sáng măng đó thì ông giỡn cho ông lăn đá lăn đồ có. Ông voi ha, giỡn lăn đá luôn. Sau này yên tĩnh ông về Tà Lơn đâu có trơn, bây giờ không có ông voi cọp thì rất khó. Ông tu hành, không ở ngoài lò hán rồi. Mẹ mà tu trơn ở ẩn mình kỹ lắm. Như vậy là vẫn ở trên núi dài mình vẫn còn có cọp, vẫn có đàng hoàng, nhưng mà như mấy ông tu đó ha. Ông trốn lò hán trơn. Dạ. Mình kỹ lắm. Rồi mấy ông thượng đồ đi về Tà Lơn đâu có trơn, rồi đó có. Dạ. Đó thời ông già nó mang trăm mấy tuổi ông chết rồi mà ông nói có đi sống ăn cái đồ có động giỡn chơi ông lấy giỏ mươi đá lăn cho lăn rồi như dưới đàn trại trốn. Dạ đó thì có chứ bây giờ cũng không còn nữa. Bây giờ có khỉ nhiều khỉ ha. Dạ như vậy là ông hổ đó ông tu mà ông có ai gặp ổng mà là ổng gục đầu hả ông ơi? Có ai thấy là gục đầu, có một hai người thấy chứ đâu có nhiều người đâu. Dạ ai có duyên nữa ha, là đủ duyên ổng thấy nhưng mà ổng gục đầu là ổng không có. Ông cho thấy mặt ổng khổ lắm, nhưng mình khổ. Dạ vậy là thấy mặt ông hổ là mình bị khổ đó ha. Ừ. Cái vậy là cái điện ông hổ đó là lúc đó là mà mấy ông ngự chỗ đó không hay? Cũng dân đó mình gãy sáng đi chiều về chứ không có người nó có. Tôi năm đậu xanh đó tôi ngủ chỗ điện nó có quên nó đậu hồng á này tôi ngủ tôi đục mưa đục nắng đó chỗ đấy cũng chú vợ tôi ông be ông chết à. Không mà như ông hổ kìa, ông hổ như ở trong đó đó là được mấy ông á ấy ông hổ ông tu ở cái điện của ông á. Mình cũng không hiểu, nghe nói chứ mình cũng không thấy. Là nghe mấy ông lớn sư phụ hồi xưa nói đó ha. Chứ mà cũng không ai thấy đâu hết. Dạ, thời đại bây giờ thì không có thấy rồi đó. Kiểu dặn cũng như là giờ thì mình chỉ có tìm lại cái lịch sử của mấy ông thôi. Lịch sử rồi. Ừ, chứ bây giờ thì không ai thấy nhưng mà mình nhờ cái câu chuyện của mấy chú hồi xưa vậy đó. Tôi là chính tôi có ngủ đó, ngủ nó để tập phòng mà ngủ đục mưa đục nắng ban đêm đó. Dạ. Ban đêm thì mưa vô nó ngủ ấm. Dạ. Nó có bị đá da chứ đâu có lớn không. Dạ. Chứ nó như cái mỏm đá mà ra để đục mưa vô giống đục nỉ. Rồi vậy thì cả nhà mình nãy giờ thì mình cũng đã tâm sự với ông hai ở đây đó, thì ở trên điện ông hổ thì ông hai ông nói vào thời những mấy mà ông như dạng ông đó là hồi xưa đó thì gặp ở trên đó thì có ông hổ ở chảnh đàng hoàng cả nhà. Thì đó là đích thực là cái điện ông hổ đó là có ông hổ ngự tại ở trong hang đó luôn. Nhưng mà thì vào cái thời đó thì nếu mà ai mà gặp mà ông hổ á thì ông hổ sẽ gục đầu xuống ha, thì sẽ không bao giờ ngước mặt lên cho người đó thấy, nhưng mà không có tấn công ai hết trơn ha. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi thẳng lên tới điện ông hổ đó, quay cho cả nhà mình coi một cái, rồi trong cái điện đó rồi những lời ông hai tâm sự nãy giờ đó thì cho cả nhà mình coi để tìm hiểu được là điện ông hổ đích thực có ông hổ sống trú ngụ ở đó chứ không phải là không có nha. Nhưng mà vào thời đại này thì không có còn ở nữa, nhưng mà thời đại trước thì đích thực là có ông hổ là hiện thực luôn ha ông hai. Dạ đó thì ông hai ông cho mình hay ha. Rồi thì mời cả nhà mình theo chân ha, rồi mình sẽ tiến hành lên dãy. Thì mình đi với bạn này ha, thì sẽ hai anh em mình sẽ đồng hành tiến thẳng đi đường xe lên tới điện của ông hổ nha. Rồi mời cả nhà mình theo chân hai anh em ha.
đây thì hai anh em đang lên cái dốc, là phải nói là cái dốc này là cái dốc le lửng cả nhà, một cái dốc nó quá cao. Thì hai anh em đang tiến hành chạy lên điện ông hổ ha, quá cao cả nhà mình đây, lên nổi không? Không nổi phóng xuống. Ủa chứ xe này có lên nằm lên gì không? Ây da, cái dốc quá khủng khiếp cái dốc này cả nhà ơi. Vậy thì cái dốc đầu tiên thì hai anh em đã qua rồi á, bây giờ tới cái dốc thứ hai này mình phải bấm xuống đó, quá cao cả nhà mình ơi. Đó, thì hiện bây giờ thì cái cảnh vật xung quanh á, trời nắng hạn á, cái chuối đồ nó khô hết rồi. Heo gần đồ này kia đó có không? Tôi cấm có heo gần ha, còn ở đây là mình ít ha. Ủa mà sao mà từ bên núi cấm qua bên đây? Qua bên đây mình làm trước, làm đây là biết để cho nó có đầu rừng dùng qua đây làm cho mệt. Cũng có cô chú đồ cắt nhà ở cũng nhóc lên ha. Thôi nhà đây rồi. Ở đây thì có mấy cái tảng đá đầu núi quá lạ. Nhìn đó. Đây thì nãy giờ hai anh em là chạy lên điện ông hổ, nhưng mà cái dốc như gì không nghe cả nhà mình. Nó là một cái dốc khủng khiếp luôn đó, thì anh em cũng lên tới được đoạn đường bằng trái, có đường rẽ trái đây, có đường rẽ trái nè. Ờ dạ, không nói gì đường dù cờ hết à, dù cờ à, dạ đây là đường dù cờ vậy là tới đây dù cờ bỏ xã, vậy là mình lên tay trái nha cả nhà. Muốn lên điện ông hổ đó thì lên tay trái ha. Đường phải không nữa. Dài. Nếu phải thì nó là trái, cái đường này không à. Chắc phải mà. Ta thăm mãi là mình đi lộ bộ hay là đi bộ. Đi bộ hả? Thì ấy đi coi chút nữa tôi đi theo với ai. Rồi rồi có gì đi đặt bẫy mà không gặp gắn bằng bắp dế hoài nghe cả nhà. Nghe mà mình thấy quận như mình đó. Thấy cái dốc nữa nha. Quá dốc rồi. Nãy giờ anh em lên là mấy dốc rồi đó. Đây thì anh em mình đang ở trên mà giữa núi ha. Thì đi hút điện ông hổ rồi thì hai anh em sẽ quay lại điện ông hổ ha. Thì quay cho cả nhà mình coi ha, thì cũng đến đây thì có ông anh ông mới chỉ xuống xuống dưới điện ông hổ ở dưới đó, rồi thì hai anh em sẽ tiến hành chạy xuống điện ông hổ rồi cảm ơn đây. Như vậy thì tiếp theo là mình sẽ cùng với ông bạn của mình là đi thăm bẫy của ổng luôn ha, mình bữa nay chinh chiến trên núi dài cho cả nhà mình coi ha. Đây cả nhà mình thì mới tháng 2 thôi ha, mà dâu xanh ở trên núi dài, mà coi cây dâu nè, phải nói là một cây dâu là trái, là phải nói là nó khủng khiếp trái luôn cả nhà mình ơi. Vào tháng 3 mà sao mưa nhẹ xuống đó ha, thì cả nhà mình lên mà có cây dâu đó là nhìn mê chết luôn. Đây tới đây thì quá trái rồi đó, cả nhà mình coi ha. Là đường bên kia không phải, rồi hai anh em sẽ tiến ngược qua đường bên đây.
Đó, cả nhà mình coi cái dốc nè. Đây cả nhà, thì hai anh em nãy giờ chạy xe qua mấy đèo mấy dốc vậy đó, nó khủng khiếp luôn. Thì cuối cùng thì hai anh em cũng đã tới cái điểm của Điện Ông Hổ ha. Thì có cô chú ở đây cũng có sống rồi, người ta thành lập miếu á, người ta thờ cái điện này luôn nha cả nhà. Thì mình sẽ quay Điện Ông Hổ này, là trước kia như ông chú hồi nãy ở dưới thì ông có chia sẻ là từng chú ngụ ở đây ha. Thì những người nào đó gặp ổng thì ổng đều gục mặt, tại vì ổng tu á là ổng bỏ ổng đi ha. Thì bây giờ ổng rút về trong những cái lò hãng sâu á, rồi ổng ẩn cư ở nơi đó chứ ổng không có lộ diện nữa ha. Thì rồi thì mình sẽ tiến hành quay camera lại rồi cho cả nhà mình coi Điện Ông Hổ ha. Đây thì mình đang lên Điện Ông Hổ ha. Thì cái lịch sử hồi xưa thì nói trên Điện Ông Hổ đó thì có hai ông hổ ngự ha. Thì cũng có một số mà cô chú và những người mà người ta ẩn tu á, cũng từng ẩn tu bên trên cái ngôi điện đó, ở trong đó một thời gian ha. Rồi sau này người ta phá đường đó, người ta đi đó, rồi thành ra không có còn ở đó nữa. Thì chút xíu nữa mình lên tới Điện Ông Hổ mình quay cho cả nhà mình coi ha. Thì tới đây cái tặng đó rất là lớn nha cả nhà. Đó. Thì cô chú ở đây có khắc chữ nè: Phúc sinh phú quý gia đường thịnh, lộc tiếng vinh hoa tử tôn hưng. Mấy câu liễn rất là hay luôn ha. Đây thì đoạn đường mình sẽ tiến hành đi lên nha cả nhà. Đây thì trên đó thì có những cái tảng đá như vậy nha cả nhà. Thì Điện Ông Hổ thì ở tại chỗ này. Đây thì dưới đó thì vực thẳm cao lắm nha. Đó thì nơi này thì ông hổ thì từng trú ngụ ở nơi đây. Đó thì bây giờ cô chú thì người ta ở trên đây thì người ta sẽ thành lập cái bàn thờ như vậy luôn ha. Đây bên trong thì có di ảnh của Đức Thầy ngài cùng Nguyễn Trung Trực. Đó, thì cô chú bên đó thì người ta cắt, thì bây giờ thì người ta không có còn ở đó nữa ha. Thì cái chu vi của cái miệng hang Điện Ông Hổ thì nó như gì đó, cả nhà mình coi ha. Là hồi xưa là người ta đi gánh mấy ông chú mà đời xưa đó, người ta đi gánh trái cây đồ đó, với người ta làm gãy trên này nè, là người ta gặp ổng hoài ở khu vực này ha. Nhưng mà hiện bây giờ thì ổng đã không còn nữa đó. Thì cả nhà mình coi khu vực Điện Ông Hổ. Đó, vậy thì Điện Ông Hổ thì mình cũng đã quay và lên tới chỗ cho cả nhà mình coi. Thì thật sự ra thì cái Điện Ông Hổ đó nó không có giống như Điện Ông Hổ trước kia mà mình gặp nha cả nhà. Thì mình tới đó mình quay thì ông chú cũng có chia sẻ gì đó. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành như vậy là cái miếu nè cả nhà. Tới đây nè, cô chú ở trên đây thì rất là linh lắm. Thì thành ra cái miếu này người ta thờ ha, người ta thành lập cái miếu người ta thờ luôn nè. Cái này là lửa núi dài nè. Đây thì tới đây đó thì bên trong này
cô chú có hai tảng đá rất là kỳ lạ, rất là lạ luôn á cả nhà. Thì ông bạn thì ông nói là để tượng trưng cho chư vị sơn thần đó, rồi hai cục đá đó thì sẽ có một cái điều linh vậy đó, rồi người ta mới để vô nhà thờ ha. Thì cái miếu này cũng có cô chú đi tới luôn trên đây, trên đây là trên điện ông hổ ha. Thì khu vực điện ông hổ á, thì cả nhà mình coi á, là toàn bộ toàn là đá là kỳ dị không à. Chút xíu mình quay vài tảng đá cho cả nhà mình coi ha. Rồi vậy thì mình sẽ tiến hành đi thăm bẫy cùng với bạn này ha. Mình hữu duyên với ông bạn này, ổng lên hẳn ổng đi thăm bẫy đó. Thì mình có gian ổng là ổng chở mình đi nãy giờ lên tới này luôn ha. Rồi mời cả nhà mình sẽ tiến hành đi ha. Như vậy thì cũng tới chỗ thăm bẫy của bạn mình này ha. Thì mình sẽ với bạn này là tiến hành đi thăm bẫy. Cái này là mình đặt riêng biệt trùng mớp không hả gì? Trùng gì cũng dính vậy ha. Cái này là bẫy trồn nha cả nhà. Thì ông bạn mình nói là đi thăm bẫy là gặp gắn bằng bắp đùi là thường xuyên luôn phải không? Ông tên gì? Không gặp hoài. Tên gì? Tên gì? Với Đậu Phộng được rồi. Rồi vậy đi ha. Biệt danh ai chỉ gọi là Đậu Phộng. Rồi như vậy thì ông bạn Đậu Phộng nha, biệt danh Đậu Phộng đó. Thì chuyến này thì hai anh em mình sẽ đi. Ông gắn bằng bắp đùi, ông gặp hoài à. Đó thì mình sẽ tiến hành với ông bạn mình đi thăm bẫy luôn. Thăm bẫy trùng ốp. Nghe mà mình quận như mình á cả nhà. À đây là tới đây nó có một cái gì đó hả? À, đây có cái hang thì có cô chú ở bên đây luôn nha cả nhà, quá lạ luôn cả nhà. Đây là bên trong ha. Đó có cái tảng đá gì đó dè ra bảo vệ gì đó. Rồi thôi mình tiếp tục đi săn bẫy ông anh này ha. Thì cũng gần tới cái bẫy rồi ha cả nhà. Đó. Đây là cái ngày cuộc sống mưu sinh của ông anh Đậu Phộng mình ha, ở vùng núi. Thì đây là ngày mưu sinh của người ta ở vùng núi. Thì hoạt động được cái gì thì hoạt động ha. Đây wow, cái dốc này nó cũng khá là căng ha. Đi đi chân không như vậy rồi chịu nổi sao? Trời ơi, chừng gặp không như vậy mà đi chân không vậy đó cả nhà. Đây cuộc chạy ngàn. Như là cái bẫy đầu tiên không dính. Đây thầy à, tiến hành là bẫy tiếp theo thế này. Có gì không? Không dính luôn hả? À đây, thì cái bẫy thứ hai thì cũng không có ha. Mình được nhiêu bẫy? Mười mấy, hai chục cần bẫy ha. Bật không? Bật mà không dính. Vậy là nó hên rồi đó. Không thôi nó tàn mạng đó rồi. Cái cần này nó bật ra lúc ngoài này luôn, nhưng mà nó không dính cả nhà. Thì bạn mình sẽ tiến hành gài lại ha.
Đó, đặt lại như vậy đó. Đây là cũng lần đầu mình trải nghiệm ha. Đi, đi. Đây thì nãy giờ thăm cỡ chục cần không có cây à. Thì mình sẽ gần lại và ông bạn này ổng sẽ gài thêm vài cần bẫy nữa ha. Nặng ổng kiếm thu nhập á cả nhà. Đó thì nãy giờ thì chưa có thấy động tĩnh của con chồn nào mắc bẫy hết ha. Đó, thì đang tiến hành gài bẫy. Rồi mình gãi nè, mình có bỏ mồi không? Không, chỉ cái đường đi thôi. Ờ, là sao biết đường nó đi? Đón đại đường nào nó đi, khu nào nó hay xuống á. Ờ, nó xuống lại kiểu dặn cũng như cái loại đó thì nó xuống thí thôi đó phải không? Ừ, đi đường đó nó ăn không. Ờ. Đó thì ông bạn mình sẽ tiến hành gài cái bẫy ha. Thì mình để mình quay cái kỹ thuật gài bẫy bắt chuồng mớ, chồng mớp ha, bắt các loại chồng ha. Rồi cả nhà mình coi ha. Đây, thì trước tiên thì đóng cái cây đóng cái nọc. Đóng cho nó chắc luôn hay gì? Ừ. Đây, trước tiên đóng cái nọc nó xuống ha, cho nó chắc. Có cái đinh dài luôn đó ha. Ừ, đinh đang chịu gần một điểm. À. Cái đó dây thắng hay gì? Dây thắng. Rồi, vậy là tiếp theo là cái cọng dây thắng cả nhà. Toàn bộ là dây thắng. Toàn bộ là dây thắng hết, không có dây nhợ được. Cái này là mình trọng dụng là cây tại chỗ luôn đó ha. Ừ. Rồi thì có cây tại chỗ, đóng hai bên như vậy. Làm hai cây nọc, một cây nọc cò với một cây nọc đó là cây nọc chịu hay gì? Chịu sợi dây mình lại. À. Một cây cò và một cây chịu sợi dây cả nhà. Chịu sợi dây là mình có đợi đá sợi dây mới bắt được. Rồi mình lấy đất đó là mình thấm vô để làm gì? Cho sợi dây mà nó tối tí. À, cho nó tối màu đó, ngụy trang đó. Ờ, sáng. Sao làm biến hôm qua làm biến không có nhậm dây đó thì mình sẽ tiến hành tóm lại như vậy ha. Mình phải đo cho nó kích cỡ cây này nó vừa với cái này. Cái đó cây cò hay gì? Ừ, cây này à. Cao gì vậy? Cái này là mình gài được bao lâu rồi? Hả? Trong nghề á. Này cũng lâu lắm rồi. Chục năm gì vậy? Cái đó có hơn cái này từ nhỏ tới lớn rồi. Từ nhỏ tới lớn là bẩm sinh là mình làm cái nghề này luôn đó ha. À, là cũng như là mấy người lớn truyền lại cho mình. À. Dạy mình thì mình. Là kiểu dạng cũng như là ông cha truyền lại vậy đó ha. Thì đây thì huynh này sẽ trọng dụng vào cái cây cây tre, cái nhánh tre của tầm dông ha. Giờ này nó gọn đơn giản mà nó hiệu quả cao. Có khi nào bắt dính con bự không? Này là mang dính luôn. Mang á hả? Ừ. À. Chồn chút gì dính hết. Rồi ở trên đây mình gặp mang nhiều không? Đây dồn này ít mang lắm. Có bên dồn núi cắm nhiều không? Ừ, bên núi bên giặt núi dày mà bên núi dày vách bên kia mới nhiều. Cái vách mà đối diện như núi cắm đó ha. Ừ, nó sẽ nhiều. Còn đây ít. Nè, con chồn nó sẽ đi ngang đây nha. Nó đi ngang, nó sẽ đá cái tim này nè. Nó cạn cái tim này bật nè. À, dính, vậy là bật lên, vậy là dính ha. Okay. Đó, thì đây là cảnh
lần đầu mình cũng mới gặp là đặc bãi luôn nha cả nhà. Thì bữa nay cũng hữu duyên đi chung với ông bạn này, ông đưa lên trên cái điện ông hổ hồi nãy đó. Thì rồi sẵn dịp đó ông đi thăm bãi nè. Rồi mình đi hướng nào qua cũng đi cảnh hết. Đó thì trồng dụng cái cây tầm vong đó ở trên, chặt cái ngang cái là bẻ xuống gì là thành luôn nha. Là thành là cái bãi. Nhưng mà dưới cái điều kiện thì cái bãi này nó rất an toàn cho người. Đó lỡ người mà đá vô thì nó chỉ là giật cái cọng dây nó dính cổ giò thôi. Người ta đi tôi cũng thấy. Nó ít có gây nguy hiểm mà cái bãi mà găng cưa nha cả nhà. Đúng rồi, bãi cạp nó nguy hiểm lắm. Bãi cạp đó. Không mình gây đơn giản. Đó, cái bãi này thì nó rất là đơn giản luôn ha. Rồi thì anh em mình cũng đã gài xong ha, thì tiến hành đi tiếp. Heo gần này là nó cắn bỏ rồi, heo gì cắn bỏ? Ba giò hả? Heo gần này nó cắn, có con một nó cắn bỏ lắm, nó cắn giò nó bỏ nó bị thành giờ, chắc giờ nó cũng ngủ rồi lâu lắm rồi. Là cắn bỏ rồi là bỏ lại luôn vậy đó hả? Bỏ luôn giò lại vậy đó hả? Là lúc mà nó dính bãi đó phải không? Dính bãi rồi là nó cắn bỏ luôn vậy đó hả? Mấy năm sau vẫn còn thấy nó đi mà, nó đi ba dấu mà. Vì sao? Ba dấu chân. Heo gan dữ trời. Ba dấu chân cái mỏ thì ba dấu chân cái mỏ chứ đâu mà không đi. Không đi là bốn chân ha. Tại nó mỏ chân này. Phải rồi. Là ở núi này luôn hay gì? Bên... Hay là bên núi Cấm? Bên núi dài mà dắt bên kia kìa. À bờ bãi đó ha, đối diện với núi Cấm đó ha. Đó con heo đó đó. Nó ớn rồi. Rồi bây giờ con heo đó nó còn không? Giờ không thấy nữa, cái nhiều khi nó vào nó chết, nó ngủ. Nó ngủ là tự nó chết luôn vậy đó ha. Rồi đi đặt bẫy kiểu như vậy có khi nào mà mình gặp mà như là mấy cái bộ xương của con này con kia không? Không có, cái ông anh bữa đó ông đi loại ông gặp được cái bộ xương heo chết rồi, được hai cái năm chà bá vậy sao. Vậy đó hả? Đó đã hả? Ổng gặm được. Nó chết nó ngủ luôn. Là ổng đem về nhà luôn hả về? Ừ, về luôn. Về bữa nào kêu ổng chia lại cái đeo ơi. Đeo đi với mấy ông ơi. Thì kiểu dạng già quá nó ngủ đó, đúng là heo già luôn đó. Bự quá bự. Anh về sập cho nó được. Đây thì anh em mình sẽ tiến hành đi thẳng lên trển hả về? Đâu à, kiếm coi cái chỗ nào đó có cái cặn nào không thì quặt xuống đi. Như vậy thì ông anh của Sư Huynh này thì đi gặp được cái con heo rũ nó chết nó bỏ xương á. Mới mấy ngày nay nè. Mới mấy ngày hả? Mới 3-4 bữa nay. Vậy sao mới 3-4 ngày nay luôn? Trời ơi. Nó có 3-4 bữa nay. Gặp được cái... Tại vì có kìa ổng chia lặn nanh đeo đi gần cái núi rồi. Mới mấy ngày nay chứ đâu xa thôi. Ông đặt khu vực nào mà có? Ổng không có gại, ổng đi lội ông. À lội ông á, mấy người lội ông thì người ta lội trong rừng không à. Ổng lội xong ổng đặt được cái nanh chết rồi bụng xương khô luôn còn cặp nanh luôn. Là nguyên cái sọ luôn vậy đó ha, còn hai cặp nanh luôn đó ha. Nguyên cái xác luôn. Nguyên cái xác heo luôn. Ngủ lâu lắm rồi người. Ngâm được nanh, lấy cặp nanh. Đã ha. Đây thì ông Hoàng ông mới chia sẻ thì con heo rũ nó chết nó để là cặp nanh thì cái đó anh gột hay gì? Ông anh quen biết. Ngắm cái này. Thì ông lụm cái cặp nanh đó về luôn ha. Đây, thì anh em sẽ tiến hành đặt ngay đây một bãi nữa ha. Bữa nay là ngày mai là mình tiến hành mình đi thăm mây gan như bữa nay vậy đó ha. Mình nhắn thăm bình thường. À. Đâu có biết nó dính giờ nào. Nhiều khi mình dậy tối nay, tối nay dính nó cần phải đi tìm. À. Ngày này mà. Rồi làm sao biết cứt của nó? Theo cái cục đá theo dấu chứ. Theo dấu ha. Nó sẽ ỉa mà cục đá toàn bộ này, cục đá cao không. À. Mình không leo lên đó mình coi. Mình biết liền gì. Thấy này ha, biết chỗ này đùng này có. Có ỉa là một con sẽ có nhiều con.
Cái đó nó đi nguyên bài hay gì? Nó ở thì đùng đùng nó ở thì đùng đùng. Ờ. Đây thì cái nó thì nó có tảng đá cao lên vậy ha. Thì bắt đầu anh em sẽ bên đây này ha, đi ngang qua bển luôn ha. Bên kia còn hai cặn nữa hết ha. À, rồi như vậy thì chút xíu nữa anh em sẽ tiến hành qua bên kia cả nhà. Như vậy là mình lúc mà mình đặt bẫy xuống á thì mình sẽ giấy chư thần xin ha. Xin kiểu dạng cũng như là trong cái hoàn cảnh đang khó khăn gì đó ha. Rồi như là xấu chê ốm ốm phá người ta rồi này kia nọ nó không nghe lời lì lợm đó. Là xin những cái con phá không nghe lời lì lợm nào đó là dính bẫy đó ha. Đang mà mình bán mình kiếm tiền mình sống qua ngày tháng hạn đúng không? Đó thì ông bạn ông chia sẻ như vậy nha cả nhà. Chứ không phải là đi đặt bẫy để cuộc sống kiếm chinh chiến nha. Nhưng mà tại vì năm nay tháng hạn quá đó. Cả nhà mình coi cây nè, cối chết khô hết trơn rồi, bây giờ trồng gãy trong vậy không được thì vú sữa cây bự bự không là cây cổ thụ là nó chết trơn nha cả nhà. Đó, thì năm nay hạn hán hình như là nó nặng hơn năm rồi phải không? Đó thì hạn hán năm rồi nó nhẹ hơn nha cả nhà mình. Đó thì ông bạn ông nói như là đó cả nhà mình coi nè, nó cháy như vậy nè. Năm nay tháng hạn rồi trồng gãy trồng đồ không được đó. Thì đặt cái bẫy này trước khi đặt thì giấy gì chi thằng vậy đó cho những cái con nào nó quậy phá ốm rồi đó. Lì lợm là không nghe đó thì cho dính bẫy thật mà có lấy con đó đem đi bán đâu mà có đồng tiền để xây sở qua những cái mùa khô hạn này ha. Tại vì hiện bây giờ thì vùng núi này thì cô chú ở vùng núi này thì cái chỗ thì người ta có thể mặn được, có miếng nước thì mặn được. Còn đa số thì không có nương nguồn nước để người ta trồng trọt ha. Đó thì cả nhà mình coi cây cối rồi đó, hạn hán rồi đó. Cái này mà nó kéo dài chừng vài tháng nữa là cây chắc chết hết luôn quá. Quá trời. Nó dưới đó gần nguyên một cái rừng cây dưới đó nó chết cháy ở dưới đó luôn. Đây là hiện bây giờ mình đang đứng ở chính giữa núi dài năm giếng ấy lộn. Núi dài dặn liền ha, dài lớn á. Đây là ông bạn ông đang đặt cái bẫy đó ha. Rồi chút xíu nữa mình sẽ tiến hành đi tiếp. Bên kia còn 2-3 bẫy nữa thì thăm rồi thì mình với ông bạn sẽ xuống núi. Rồi cờ xong rồi trơn thì có gì đó thì ông bạn ông điện mình thì nếu cả nhà thích cái đoạn video mà để anh em đi quay kiểu này thì cả nhà bình luận cho mình biết ha.